Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang đến với kênh Chính Phát. Ngày hôm nay 23 tháng 7 năm 2019 và sau đây là bản tin tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam. Hôm nay làm hơi trễ một chút ha. Mình có một số công việc bận nên là về hơi trễ nên làm trễ. Tuy nhiên thì trễ còn hơn không. Thì hiện tại thị trường Dow Jones đang chạy và cho mức độ tăng là 0,32%. Các thị trường khác thì cho mức tăng tương đối nó khả quan hơn. Nó có nhiều cái sắc tăng mang tính chất là rất tích cực trên thị trường, đặc biệt là thị trường của châu Âu. Hiện tại chúng ta đang thấy là Đức tăng tới 1,8%. Rồi thì các nước như là Pháp tăng 1,2%, khu vực châu Âu tăng 1,4%, rồi Hà Lan tăng 1,4%, Tây Ban Nha 1,4%, rồi Ý tăng 1,1%, rải rác toàn là 1 chấm mấy không à. Là các thị trường châu Âu đều tăng mang tính chất đồng loạt như vậy thì nó đang có những cái sự gói kích cầu dành cho thị trường châu Âu nên nó mới có những cái vấn đề giống vậy ha. Thì người ta cảm thấy là chuẩn bị có những cái vấn đề giống như là cái sự khủng hoảng của kinh tế thì người ta sẽ có những cái giảm lãi suất này kia một thứ ở các thị trường, nên một phần vì lý do đó thì mình nghĩ nó sẽ tạo được cái sắc xanh cho toàn cầu. Ngày hôm nay thì Nhật Bản cũng tăng 0,95%, Hang Seng ngày hôm nay tăng 0,34% và Hàn Quốc thì ngày hôm nay tăng 0,39%. Thị trường thì cũng có lác đác vài cái thị trường nó cho cái sắc đỏ, tuy nhiên thì chỉ có mỗi khu vực của Ả Rập Saudi thì giảm 1,25% thôi. Còn lại thì chúng ta thấy đa số là đều giảm nhẹ thôi, không có vấn đề gì giảm nặng lắm. Về đồ thị thì về đồ thị của Dow Jones thì sau khi tích lũy lại thì có một cái cây tăng lên tích lũy lại có một cây tăng lên thì đâu đó chúng ta sẽ có đâu đó khoảng cỡ các phiên trong tuần này thôi. Nói chung trong tuần này thì thiên về vấn đề tăng, nó muốn tăng bao nhiêu thì cho nó tăng, nhưng mà có vẻ là tăng cũng tương đối mạnh ha. Thì sau hết cái tuần này thì qua tuần thì bắt đầu có những cái sự điều chỉnh nó sẽ rõ nét hơn ha. Rồi hiện tại bắt đầu là ok, cũng đúng với những gì dự báo thôi. Rồi tiếp theo đến với là Hang Seng thì sau khi có một phiên nó rớt xuyên qua cái đường màu vàng thì nó sẽ có một phiên giữ chân lại chứ không có giảm thêm. Thì mình thấy nó khả năng sẽ tạo đáy ở khu vực 28.237 này. Cái đường màu xám xám này là khả năng nó không thủng nè. Theo mình đang nhận thấy thì nó sẽ không thủng cái đường này. Và chỉ trong ngắn hạn thôi thì bắt đầu nó sẽ tăng lại thôi. Và nó cũng sẽ có khoảng 1 đến 2 tuần để cho nó tăng lại ha. Khu vực 28.000 thì hỗ trợ rất là tốt rồi. Tuy nhiên thì khu vực 28.237 thì mình thấy là khả năng là không lũng khu vực này. Còn nếu lụng thì về 28.000 bật lên. Chứ còn khu vực này mình thấy hết đè đối với trường hợp Hang Seng rồi. Thêm về chịu tăng ha. Tiếp theo chúng ta đến với lại giá dầu. Đối với trường hợp giá dầu thì đang cũng y chang những cái dự định của mình ha. Như cái sự tính toán ngày hôm bữa thì nó sẽ không rớt thêm, nó vẫn giữ đây thôi và nó sẽ tăng lại thôi ha. Lần quần đi ngang là chủ yếu thôi chứ không có những cái vấn đề gì xấu quá đâu. Mọi thứ mình đang nhìn thấy thì nó cho phép là chúng ta sẽ tăng lên ngược lại ha, chứ không đến nỗi xấu quá ha. Mọi thứ về giá dầu mình vẫn đang thấy ổn ha. Thì đâu đó khoảng cỡ chắc khoảng 2 tới 3 phiên nữa thôi thì giá dầu sẽ bắt đầu có những cái dấu hiệu tăng lên ngược lại. Tiếp theo đến với giá vàng. Đối với trường hợp của giá vàng thì sao? Giá vàng thì mang tính chất sideways thôi. Theo nhận định của mình thì sau khi mà nó tăng lên mà nó rớt xuống một cây y chang đường ray xe lửa, cây trước bằng cây sau như vậy thì nó càng khẳng định cho cái vấn đề là sẽ trong vòng 1-2 tháng là giá vàng chưa đi đâu xa, yên tâm hả. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với lại tình hình trong nước thôi. Coi thử tình hình trong nước ngày hôm nay biến động như thế nào. Nhưng mà ngó về kịch bản cũng tương đối tươi tốt ha. Hôm nay xanh quá trời luôn. Ngày hôm nay thì VN-Index của chúng ta tăng 0,76% tương đương với lại 7.42 điểm lên 989.46 điểm. Tổng giá trị giao dịch là 4.700 tỷ, trong đó có 1.600 tỷ là thỏa thuận. Tổng khối lượng giao dịch là 184 triệu cổ phiếu. Có 161 mã tăng, 146 mã giảm và 63 mã tham chiếu. Như vậy thì sau khi đi qua cái điểm số chính của thị trường là VN-Index thì chúng ta thấy về tương quan lực lượng xanh và đỏ. Hôm nay chúng ta có đội xanh có vẻ là có những cái sự thắng thế hơn với 161 mã tăng, chỉ có 146 mã giảm mà thôi. Thì cái sự chênh lệch này nó cũng không nhiều, tuy nhiên nó mang lại được cái sự tích cực cho thị trường. Tiếp theo về khối lượng giao dịch, sau khi trừ đi những vấn đề thỏa thuận thì ngày hôm nay chúng ta giao dịch đâu đó khoảng cỡ 134 triệu cổ phiếu. Như vậy thì không có thay đổi gì so với ngày hôm trước. Về giá trị giao dịch sau khi trừ đi những vấn đề thỏa thuận thì ngày hôm nay chúng ta giao dịch đâu đó khoảng cỡ 3.100 tỷ, coi như là cũng không có sự thay đổi gì. Như vậy thì chúng ta thấy là sẽ có một số cổ phiếu lớn trên thị trường nó kéo chỉ số xanh, chứ không phải là những cổ phiếu nhỏ tăng chủ đạo, mà các cổ phiếu lớn là chủ yếu ha. Khả năng là như vậy. Chậm nữa chúng ta sẽ xem chi tiết là biết liền. Về VN Index của chúng ta ngày hôm nay thì mở cửa khu vực 981, và sau đó thì so với lại cái giá tham chiếu ngày hôm trước thì chúng ta giảm nhẹ một điểm ha, khoảng cỡ như vậy. Rồi sau đó thì lúc khoảng cỡ 9 giờ 30 phút chúng ta có một lần bị đè xuống về khu vực 980. Rồi từ cái lúc mà 9 giờ 30 phút trở đi thì chúng ta thấy là có một cái đồ thị rất là đẹp ha, tăng đều. Lúc đầu thì tăng gấp chút, rồi sau đó thì tăng đều, đánh như là có đội đánh vậy đó, như có lái đánh, vừa đánh vừa rung, vừa đánh vừa rung. Cuối cùng thì đóng phiên cũng coi như là cao nhất phiên. Hôm nay là tương đối là tích cực ha. Về đóng góp vào chỉ số tăng thì ngày hôm nay chúng ta thấy Upcom là không có, HNX không có, HOSE thì sao? HOSE thì chúng ta có thể kể tới ba cái tên chủ yếu ha, 4 cái tên chủ yếu. Đầu tiên là VIX ngày hôm nay đóng góp vào 3.2 điểm tăng của thị trường, Vinhomes ngày hôm nay đóng góp vào 1.2, GAS đóng góp vào 0.9 và Hòa Phát ngày hôm nay đóng góp vào 0.8 điểm tăng của thị trường. Như vậy thì sau khi cộng 4 cái anh chàng này thôi thì chúng ta thấy là số điểm của 4 anh chàng này mang lại sẽ là 6 điểm của thị trường cho 4 con. Vậy hôm nay chúng ta tăng 7 điểm thì nó cũng muốn hết rồi. Nếu mà tính 10 con thì coi như là 10 con này đã lãnh hết cái vấn đề tăng của thị trường rồi. Mấy con kia là nó tự cân với nhau, và coi như là khả năng là các con còn lại cân với nhau thì độ giảm lại nhiều khi là chiếm ưu thế hơn. Còn đóng góp vào chỉ số giảm thì sao? Ngày hôm nay chúng ta thấy là Upcom không có, HNX coi như là không có, HOSE thì sao? HOSE thì có thể kể tới mỗi BIDV thôi. Ngày hôm nay thì giảm đóng góp vào 0.5 điểm giảm của thị trường. Thực ra là mức độ giảm của BIDV như này so với lại những cái tăng bữa giờ thì nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều lắm ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại một số dòng cổ phiếu thôi. Coi các dòng cổ phiếu ngày hôm nay có cái sự biến động cụ thể như thế nào nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến dòng ngân hàng. Đối với dòng ngân hàng thì ngày hôm nay xanh đỏ là có ha, mức độ xanh đỏ là có những cái sự tương quan với nhau. Đa số tất cả các con cổ phiếu mang tính chất tham chiếu giảm nhẹ hoặc là tăng nhẹ, không có những cái gì đó tăng quá mạnh ha. Ngày hôm nay chúng ta có thể kể tới là Liên Việt Post Bank ngày hôm nay tăng 500 đồng. Ngoài ra thì có MBB tăng 500 đồng, đó là hai con cổ phiếu mang lại sự tích cực nhất cho thị trường của ngày hôm nay. Về mặt giảm thì chúng ta thấy BIDV giảm 500, Kiên Long Băng giảm 400, rồi ICB giảm 200. Nói chung là các bạn thấy thị trường ngày hôm nay tăng 7 điểm, nhưng mà thật ra dòng ngân hàng không đóng góp vô, mà nó chạy những cái con của dòng anh Vượng là chủ yếu thôi ha. Như vậy thì cái sự tích cực đối với thị trường đó chỉ nằm dòng tiền nó sau khi mà nó tăng dòng ngân hàng xong, bây giờ nó chuyển qua dòng anh Vượng đó. Bây giờ mọi người sẽ dịch chuyển dòng tiền như thế nào, chúng ta ở lại hay là chúng ta bán, chúng ta đi theo, thì đó là một câu hỏi và chúng ta cần phải có những cái sự trả lời. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại dòng dầu khí. Ai cũng nói là dòng dầu khí chuẩn bị có những cái tăng điểm, thì cũng có khả năng dòng tiền bắt đầu nó có sự dịch chuyển ha. Và minh chứng là gas ngày hôm nay tăng 1.600 đồng, và BVB tăng 500, rồi BVD lại giảm 250 đồng, BOW thì tăng 100 đồng, BVS tăng 100 đồng. Về mặt giảm thì chúng ta thấy là có BSR giảm 300, rồi OL giảm 200. Nói chung dòng dầu khí ngày hôm nay là có đóng góp vào sắc xanh của thị trường, tuy nhiên chỉ có mỗi con gas nó tăng thôi, còn mấy con kia thì nó cũng còn lì lắm. Như vậy thì nó không có được đồng đều lắm, cái sự tích cực nó đến không rất đồng đều lắm. Khả năng thì nó cũng không đi xa được với dòng dầu khí hiện tại đối với những kiểu tăng như thế này. Tiếp theo chúng ta đến với lại dòng bất động sản. Bất động sản ngày hôm nay thì chúng ta thấy có VIX và Vinhomes. VIX ngày hôm nay tăng 3.300 đồng, Vinhomes ngày hôm nay tăng 1.200, rồi Hà Đô hôm nay tăng 1.700 đồng, rồi thì Novaland tăng 700. Một số cổ phiếu khác thì có VRE ngày hôm nay tăng được 600 đồng. Đó là những cổ phiếu đóng góp vào chỉ số tăng. Về giảm thì sao? Giảm thì mức độ giảm nó cũng yếu thôi, không nhiều. HBC ngày hôm nay giảm 500. Rồi thì KBC giảm 250 đồng, CEO giảm 400, rồi thì TCS giảm 250 đồng. Nói chung giảm thì cũng ít thôi, không nhiều. Tiếp theo chúng ta đến với lại dòng thứ tư, đó là dòng chứng khoán. Khi thị trường có những cái giữ được ở những cái mức độ khối lượng tương đối tích cực và không có dấu hiệu thoát dòng tiền ra bữa đói bữa no giống như mỗi bữa ha. Như vậy thì chúng ta thấy là dòng chứng khoán đã có những cái sự rục rịch quay lại. Ngày hôm nay tích cực nhất thì có thể nói tới MBS với mức độ tăng 400 đồng. Theo thông tin thì chúng ta thấy trên các kênh báo đài thấy là MBS đang có những cái deal để bán cho nước ngoài này kia, ABC, KLM, OBQ. Ok, nói chung có chúng ta có thể quan sát theo dõi, mà mình thấy nó mới nhích đích thôi chứ nó cũng chưa đi đâu xa. Thì tất cả các anh chị có thể theo dõi MBS, đôi khi nó là cái điểm vô của chúng ta. Nói chung dòng chứng khoán ngày hôm nay có đóng góp vào sắc xanh, tuy nhiên là đóng góp mang đến chất giải trí thôi, không có gì nó nhiều lắm ha. Và cuối cùng chúng ta đến với lại dòng tổng hợp. Cũng như mọi khi, dòng tổng hợp là có đỏ có xanh, và mức độ xanh đỏ ngày hôm nay thì có vẻ xanh nó có những sự tích cực hơn. Ngày hôm nay chúng ta thấy VCS tăng 1.600 đồng, RI hôm nay tăng 750 đồng, BNJ tăng 1.300, MWG tăng 2.400, rồi thì Hòa Phát tăng 950 đồng, FPT tăng 450 đồng, HVN tăng 700 đồng, Masan tăng 400, rồi thì BMP ngày hôm nay tăng 900 đồng ha. Còn lại thì chúng ta thấy về mặt giảm, chúng ta thấy có BVH giảm 1.600, rồi nói chung là giảm thì nó ít thôi. Phú Tài giảm 500, rồi VHC giảm 700, ok, ACV giảm 600 ha. Ok, còn lại thì chúng ta thấy là nó thiên về sắc xanh nhiều hơn, và mức độ giảm thì nó cũng mang đến chất là đóng góp nó không nhiều lắm. Ok, sau khi đi qua 5 dòng cổ phiếu thì chúng ta thấy là dòng ngân hàng thì coi như không có đóng góp gì tới thị trường nhiều. Dòng dầu khí thì có đóng góp GAS. Dòng bất động sản thì nói chung là có VIX, Vinhomes với lại các đội ngũ VRE này kia, thì ba con đó là gánh thị trường ngày hôm nay. Rồi tiếp theo thì chúng ta có dòng bất động sản thì cũng có những dấu hiệu tích cực, dòng chứng khoán cũng có dấu hiệu tích cực, dòng tổng hợp cũng có dấu hiệu tích cực. Như vậy thì thị trường chúng ta đang mang đến chất tích cực, không vấn đề gì hết ha. Vậy thì tất cả các anh chị vẫn cứ trade bình thường. Tuy nhiên thì khả năng là ngày hôm nay như đã có nói trước thì chúng ta là ngày hôm nay là ngày vô hàng, hầu như là cực chẳng đã là ngày mai thôi. Còn sắp tới thì nếu như các anh chị mua vào ngày hôm nay hoặc ngày mai thì nó sẽ có những cái sự rung lắc xảy ra ha. Để chúng ta quan sát và cân nhắc. Quan trọng là không phải là cái dòng nào tăng thì chúng ta đu theo đâu, nó không phải là vậy, mà chúng ta quan sát những cái dòng mà sau khi mà dòng tiền nó vô rồi, nó đang trong quá trình điều chỉnh, nó luân chuyển dòng tiền á, thì chúng ta có thể vô theo vô những cái lúc mà nó đang điều chỉnh, chứ không phải là đu theo những con tăng. Quan điểm của mình xưa là vậy. Ok, rồi tiếp theo chúng ta đến với lại đồ thị thôi. Đầu tiên là VN-Index. Đối với VN-Index ngày hôm nay mở cửa ở khu vực cao và sau đó tăng một cái dèo lên luôn, không có gì đó là nó gây khó khăn cho VN-Index cả. Và đây nó đúng như những cái gì chúng ta bấm tay. Nói chung là bấm tay đang có những cái dấu hiệu là chính xác, không có gì sai. Cái phiên hôm trước nó hành chúng ta thôi chứ không vấn đề gì hết ha. Và trong tuần này thì chúng ta sẽ chinh phục khu vực từ 995 tới 1000 là nằm trong tuần này. Sau khi nhiều khi nó nhú lên một phát xong rồi nó điều chỉnh lại là bình thường ha. Vậy thì mình thấy trong tuần này thì vẫn ok. Nhiều khi thứ sáu thì có đạp, có bắt đầu điều chỉnh, thì khả năng ngày mai, ngày mốt, thứ tư, thứ năm thì sẽ dành riêng vấn đề vẫn có những cái sắc xanh nó đảo trên thị trường. Còn thứ sáu thì sẽ bắt đầu có những cái dấu hiệu điều chỉnh bắt đầu rõ ràng hơn. Thì chúng ta thấy là thứ sáu này thì nó cũng tuần này bao nhiêu rồi? Thứ sáu này thì nó cũng chưa hết tháng, qua thứ hai thứ như vậy thì cái khả năng ngày 29 và ngày 30 mới là ngày đè thì nó sẽ rõ nét hơn. Tại vì lúc đó chúng ta chốt tháng, chốt tháng 7. Cuối tháng thường nó hay hành lắm. Nên chú ý chúng ta vô hàng sớm. Rồi bắt đầu là ví dụ như ngày mai thì vẫn còn cái khả năng vô hàng được, sau đó thì tới lúc nó hành rồi thì các anh chị nên ra hàng sớm vào thứ hai, đại loại vậy. Tại vì thị trường thế giới mình cũng đang nhìn thấy là sẽ tăng được trong tuần này, sau đó bắt đầu tích lũy thì các chị cũng nên chú ý ha. Để qua tuần thì nó cũng không hay lắm. Rồi tiếp theo thì chúng ta đến với lại VN30. Đối với trường hợp của VN30 Index thì đã có những cái sự khả quan quay lại và chúng ta quan sát ở khu vực bờ mây ở phía trên khu vực này, đó là 895 bắt đầu sẽ có kháng cự đối với trường hợp của VN30. Chúng ta quan sát ha, ngày hôm nay thanh khoản thì cũng có, nó cũng đang có những cái dấu hiệu giống như là VN Index vậy đó. Ok, mình đang mong nó lên trên cao cao chút xíu ha, lên cao tí, lên khoảng cỡ trên 900 mới ok ha. VN30 cũng ok ha, vẫn cho chúng ta lướt tới 3 bình thường. Như vậy thì cố gắng vô hàng trong ngày mai thôi nha, bắt đầu hạn chế lại rồi đó nha. Rồi tiếp theo chúng ta đến với lại VN30F1M. Đối với lại trường hợp của VN30F1M thì trước khi nói đến VN30F1M thì hiện tại bây giờ chúng ta bên Hiệp đang có hai cái room, một cái room cơ sở và một room phái sinh, và hiện tại bây giờ vẫn gọi là welcome tất cả các anh chị, nếu có nhu cầu thì chúng ta có Hiệp sẽ add vào. Tuy nhiên thì cái đó nó có một điều kiện chút xíu, không phải phí phiết gì hết trơn trọi ha. Có gì thì liên hệ với mình ở cái Facebook ở dưới phần mô tả của cái clip này, thì mình cảm thấy được thì mình sẽ add vô, chứ không phải ai mình cũng add hết ha. Rồi đối với trường hợp của phát sinh thì sao? Thì ngày hôm nay thì đa số mọi người kiếm được tiền bình thường, nó là cây tăng mà ai mà dại quay ra sọt thì chúng ta sẽ lạnh đạn với nó là bình thường ha. Và ngày hôm qua thì cũng nói với tất cả các anh chị là nó thiên về chiều tăng ha. Và hiện tại bây giờ cái chiều tăng của nó vẫn còn kéo dài được vài phiên nữa, nó kéo dài đâu đó khoảng cỡ trong hết tuần này luôn. Và nếu như nó mở cao quá rồi thì cái cây đó chuyển thành sọt, quan trọng là nó mở khu vực nào nữa cơ. Phái sinh nó ác đạn vậy đó, chứ không phải là nó đơn giản là nó mở chỗ nào nữa cơ. Nó mở trên cao thì nguyên ngày đó toàn sọt không, còn nó mở dưới thấp thì ngày đó toàn lon không. Và tới những cái phút cuối á, thì nó sẽ làm cho những cái thị trường nó tích cực để chúng ta vô hàng, rồi bắt đầu là thị trường, lúc đó thị trường cơ sở sẽ ra hàng. Chúng ta lưu ý những cái động thái của đồng tiền cũng như là cái sự kết hợp của phát sinh đối với thị trường cơ sở nha. Cái này là nó có chứ không phải không có đâu nha. Thật ra là cái sự tính toán của cái người mà họ nắm nhiều tiền với lại họ điều chỉnh thị trường đó, nhà tạo lập đó, thì họ đã có những cái sự tính toán, họ có những cái đội ngũ, họ có này kia ABC đại loại, thì họ sẽ có thể điều chỉnh được thị trường bằng những cái sự tính toán, họ phải mua bao nhiêu bán bao nhiêu này kia mọi thứ ha. Các anh chị nên có những cái sự cân nhắc và cẩn thận trên thị trường chút xíu. Thì nếu mà tới đâu thì mình sẽ hỗ trợ tới đó. Bây giờ thì mình sẽ có một số cái điểm mà chúng ta có thể quan tâm đối với thị trường. Thì ngày hôm nay á, nếu như tất cả anh chị thấy thì cái đường này mình để sẵn rồi, đường này là để sẵn rồi chứ không phải là mới gắn cái đường này vô. Thì đó là khu vực khoảng cỡ 888 thì ngày hôm nay bắt đầu nó sẽ gặp cái kháng cự khu vực này. Thì cái kháng cự khu vực này thì mình nghĩ là nó sẽ vượt qua ha, không vấn đề gì cả đâu. Và khu vực mà nó ngày mai có khả năng nó mở thấp hơn chút xíu nữa kéo lên thì ok hơn. Và khu vực mà mình đang mong muốn nó về được á, đó là nó sẽ về lên đỉnh cũ ha. đỉnh cũ ở khu vực 903 cỡ đó ha, cho là 905 độ lại đi, thì mình nghĩ là đang mong muốn là nó sẽ quay về khu vực đỉnh cũ này và khả năng nó sẽ chinh phục về đó. Nên các anh chị coi nó mở ở khu vực nào để chúng ta sẽ tính toán. Và bây giờ chúng ta sẽ có một cái trò chơi đếm 5-10, 880, 885, 890, 895, 900. Đó, đếm vậy đi cho nó chẵn. 905. Như vậy thì chúng ta sẽ có là 880 nè, 880 là 1, 885 là 2, 888 này cho là 890, 890 là 3, 890 xong lên 900 luôn á, lên 900 luôn, nó không có 895 cạn, không có. Ok, thì chúng ta có thể chú ý tới những khu vực như sau. Đầu tiên là 880, 885, 890 và 900. Đó là những khu vực chúng ta lưu ý đối với các cái sự dao động của các ngày tiếp theo. Tại vì target mình đang mong muốn lên tới khu vực 900 đến 905 lần, nên nó sẽ thiên về lon nhiều hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần app Ichimoku Chính Phát. Thì cũng như mọi khi, app sẽ cho chúng ta những cái tín hiệu để chúng ta có thể là mua bán này kia ha. Thì ngày hôm nay cũng vậy. Thì các bạn có thể search trên mạng tìm kiếm clip tại app Ichimoku Chính Phát, sẽ thấy một clip do Hiệp trình bày. Và các bạn có thể sau khi coi khoảng clip đó khoảng cỡ hơi 10 phút chút xíu thôi, chúng ta sẽ có được gần như là 90% là chúng ta sẽ cài được app Ichimoku Chính Phát. Tiếp theo sau đó thì chúng ta sẽ có được một cái phần mềm với một cái giao diện như sau. Ok, và đây là giao diện của app ha. Ok, và đây là giao diện của app. Thì chúng ta bấm vào cái app Ichimoku. Sau đó thì chúng ta sẽ thấy được hai cột, một cột là chứng khoán, một cột là ngoại hối ha. Thì ngoại hối thì chúng ta bấm vô thì nó sẽ ra như thế này. Như vậy thì chúng ta sẽ có được cái khuyến nghị nó vừa là ngoại hối vừa là chứng khoán luôn ha. Thì nếu như các bạn nhìn thấy là có nhiều cái khuyến nghị quá và không biết chúng ta nên mua bán cổ phiếu nào, thì các bạn có thể vào cái phần tư vấn ở phía dưới đây. Các bạn bấm vào. Thì ở phần tư vấn sẽ xuất hiện rất nhiều cao thủ trên thị trường như là anh Bùi Dũng, nhóm hỗ trợ ITB, bạn Thái Lê, bạn Minh Chí là chuyên về thị trường cơ sở. Còn bạn Nhất Vinh Đinh và bạn Hữu Hậu là chuyên về thị trường Forex. Sorry. Mình đang xài điện thoại nên có tin nhắn, sorry nha. Rồi bạn chị Mai Nguyễn là chuyên về app. Ok, như vậy thì nếu có thắc mắc gì về app thì chúng ta có thể liên hệ ha. Ok rồi, xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc cho mọi người có một buổi tối ngon giấc nhé. Xin chào.